Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với vườn sung mỹ của mình. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem cái kết quả mà lần trước mình sấy quả sung. Như mọi người thấy đấy là cái quả sung mỹ mà lần trước mình đã sấy, tức là lần trước mình đã sấy ở nhiệt độ 60 độ C và mình sấy trong vòng 12 tiếng thì nó sẽ ra một thành phẩm là một quả sung như thế này mọi người nhé. Đấy, khi mà sấy thế này thì khi chúng ta ăn thì nó sẽ có vị rất là dẻo và cái độ ngọt nó quyện lại rất là dễ ăn. Đấy. Với mỗi một quả thế này. Đấy. Còn đây là những cái quả mà mình sẽ để khoảng 2-3 hôm nữa mình sẽ sấy tiếp. Tức là sau khi hái vào thì mình sẽ để ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 cho tới 4 hôm để nó đạt tới độ chín cũng như cái mật của nó cô lại thì mình sẽ bắt đầu đem đi sấy. Đấy. Đây, đây là cái thành quả lần trước mình sấy. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ đóng gói những cái sản phẩm rung sấy này. Sau đó là mình sẽ hút bằng chân không và mình sẽ đem đi bảo quản những sản phẩm này. Đấy, như mọi người thấy bên này là cái vườn ươm của mình. Đây. Đây, cái vườn quả là ở ngoài kia mọi người nhé. Đấy, thì mình sẽ tiến hành đóng gói và sấy ở đây. Thì để sấy và bảo quản cái ngày tốt thì chúng ta có thể là chuẩn bị một cái máy. Ở đây là một cái máy hút chân không này để bảo quản thức ăn. Rất là tốt khi mà ở trong môi trường chân không thì vi khuẩn nó sẽ không sản sinh được cũng như các loại nấm nó không sản sinh được thì chúng ta có thể bảo quản được rất là lâu. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đây thì mình sẽ có một cái túi sẵn như thế này. Đấy. Mình sẽ bảo quản những cái này trong cái tủ chân không thế này nhé. Đấy, quả này thì mình sẽ bỏ vào đây. Do cái túi nó lớn nên mình sẽ đóng một túi như thế này khoảng 200 gram. Mình sẽ thử đóng túi khoảng 200 gram mọi người nhé. Như vậy là một túi thế này thì nó sẽ có trọng lượng hơn 200 gram.
giờ mình sẽ để cái quả nó phân bổ đều ra, sau đó là mình sẽ sử dụng máy hút chân không là mình hút. Chân không mọi người. Đấy, nó sẽ hút nó càn cái không khí ở bên trong. Đấy mọi người này, đấy là một kia. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Đấy, đấy là một kia gói sung sấy 200 g mà mình đã xử lý hút chân không xong mọi người nhé. Đấy. Như vậy thì mọi người có thể bảo quản cái này được rất là lâu. Đấy. Khi chúng ta để như lúc nãy thì thấy nó khá là to, nhưng mà khi mà các bạn hút chân không thế này thì nó đã hút càn cái không khí bên trong thế này, thì mọi người khi mà bảo quản cái này nó sẽ được lâu hơn nhé. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình thử. Đây. Sau khi mà mình hút chân không xong thế này thì mình sẽ đem vào mình để ở ngăn mát. Đấy. Như vậy là sau khi những cái cây sung này thì sau cái quả ra từ cây thì sau khoảng thời gian 2,5 tháng từ khi bắt đầu nhú cho quả và ra quả thì nó sẽ chín sau khoảng 2,5 tháng. Sau đó là sau cái khoảng thời gian khoảng 2,5 tháng mà nó chín thì chúng ta sẽ đưa quả vào thu hái và chúng ta sẽ bảo quản trong cái môi trường ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 cho tới 4 hôm để khi mà độ chín của nó đạt thì chúng ta sẽ đem đi sấy thế này. Thì mọi người nếu mà có điều kiện có thể là dùng máy sấy lạnh để các bạn sấy. Đây thì mình sẽ đóng cái túi nó bé hơn. Ở đây thì mình sẽ đóng cái túi nó khoảng một. Mình sẽ cho nó khoảng 200 g, cả những cái này thì mình sẽ đóng vào cái túi này và mình cho hút chân không. Đấy, như vậy thì nó sẽ không bị hỏng. Mỗi một túi thế này thì nó sẽ là hơn 200 g. Đây mọi người nhé, cái máy mà máy hút chân không này thì nó thực ra nó thao tác nó khá là đơn giản. Đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là sẽ để cái nha. Con kính nó sát hơn một tí để mọi người có thể là quan sát được. Đấy.
đây là hai cái nút ở hai đầu. Sau đó là mình sẽ để lắp làm sao cho để những cái quả này nó trải đều đến vị trí của túi nhé. Đấy, nó sẽ rải đều thế này, khi mà nó hút vào hết không khí thì nhìn cái túi nó sẽ gọn hơn. Đấy. Đấy, bây giờ mọi người để làm sao cho túi nó thẳng mép này. Đấy, rồi chỉnh nó đều cái túi thế này. Sau đó nó toàn khóa hai đầu lại. Và việc tiếp theo nữa là mọi người sẽ ấn nút ở đây. Thì đây là một cái máy vacuum. Nó là một cái máy hút chân không mini rất là đấy. Bây giờ thì nó sẽ bắt đầu nó hút này. Đấy mọi người nhé. Khi mà đèn bảo thế này tức là nó đã hoàn thành xong quá trình hút chân không nhé. Đấy. Đây, và nó chuyển sánh như này thì mình có thể là bắt đầu mình tháo ra được. Đây và đấy mọi người nhé. Như vậy là chúng ta đã có một cái sản phẩm sung sấy made in Việt Nam luôn. Đây. Đây như thế này. Thì bây giờ chúng ta bảo quản thì sẽ yên tâm hơn. Đấy. Mọi người nhé. Bây giờ còn một ít ở đây nữa, thì mình sẽ làm nốt rồi. Đấy, mọi người nhé. Đấy, máy nó sẽ tự động nó hút. Đấy, như vậy là mình đã có được những cái sản phẩm sung sấy dẻo sẽ ăn rất là ngon. Và những cái quả sung này thì khi mà sấy dẻo thế này thì mình sẽ không ướp hoặc là tẩm các loại gia vị mà mình sẽ để nó ngọt hoàn toàn tự nhiên thế này mọi người nhé. Đấy. Thì mọi người mà có nhu cầu tìm hiểu về cái cây sung này thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0377
841339 hoặc số 0702567999 nhé. Hiện tại thì vườn súng của mình đang được trồng tại xóm Khe Chung, làng Mái Thình, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đấy, hoặc mọi người có thể truy cập Facebook của mình, đó là Facebook Vườn Súng Mỹ, có biểu tượng quả súng màu đỏ và màu vàng. Hoặc các bạn có thể truy cập kênh YouTube Kỹ thuật ghép cây, viết chữ in hoa, hoặc là kênh Nông dân miền núi. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.